Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em tham gia dự án Basic Comment Token. Các bạn khi tham gia, các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhận được 100 token có hiệu là Bit. Một token này nó sẽ đã list trên CoinGecko nha các bạn. Đây mình qua CoinGecko mình check thông tin chút nha các bạn. Tạo về wow. Giờ hiện tại một token Bit này nó đã có mặt trên CoinGecko luôn nha các bạn, nhưng mà hiện tại giá của nó là 0.00045. Hiện tại chưa có lượng giao dịch nha các bạn. Xét thông tin các bạn. Chưa có, tổng cung nó tới quá cao rồi ta. Con này nó đi sàn nào ta? Đã lý sàn Bit Layer nữa các bạn. Rồi, để tham gia dự án các bạn lý phần link mô tả mình đăng ký với tài khoản nha. Rồi các bạn đăng ký, các bạn mở đầu tiên các bạn đăng ký, các bạn tên của bạn nè, họ nè, rồi tên Bit này thì các bạn ghi chữ dứt qua nha các bạn, email xác nhận mật khẩu xác nhận mật khẩu, rồi bấm tôi không phải là người máy, rồi bấm vào nút đăng ký các bạn. Sau khi các bạn đăng ký, nó có gửi các bạn về một cái email, các bạn lục trong tất cả hộp thư, rồi bạn bấm vào một confirm my account dòng trên, dòng đỏ màu trên nha các bạn. Sau khi các bạn bấm lên dòng trên xong, cái nó sẽ ra một cái là các bạn sẽ nhận được 100 token Bit nha các bạn. Đây thì các bạn sao chép này, lấy cái link chép này chia sẻ cho bạn bè và người thân. Và các bạn sẽ claim mỗi ngày là trong 24 giờ các bạn sẽ nhận được 500 bit cho nhận 500 bit cho mỗi lượt giới thiệu các bạn. Và các bạn có thể claim được 100 bit sau khi hết một ngày các bạn, 24 giờ số giây này chạy hết thì các bạn sẽ nhận được các bạn. Đây thì nó có một cho các bạn giao dịch chuyển cái token nội bộ luôn nha các bạn, càng rất là ngon các bạn. Đầu tiên thì các bạn muốn gửi cho địa chỉ nào thì gửi cái ID người đăng ký trên cái web Basic Comment token này á, rồi các bạn bắt vào các bạn, rồi các bạn ghi chú thích đi, rồi các bạn ghi chú thích đây là cái số lượng các bạn điền địa chỉ email, cái ID của cái người, cái tên đăng ký á, rồi dưới cái này là số lượng, các bạn gỡ các bạn, cái đó là tiền nội bộ. Hiện tại con web cái này nó chưa, các bạn nào muốn đây thì một dự án này cách ra đây có khoảng hơn một tuần nữa các bạn. Mình không biết cái dự án này còn được không, nhưng mà anh em dành chút ít thời gian để claim nhận token này các bạn. Sau này có thông tin từ bên dự án này mình sẽ cập nhật sau cho tất cả các bạn nha. Rồi các bạn tham gia vào kênh Telegram của nó nè. Đang theo dõi thông tin nha tất cả các bạn. Wow. Hot tất cả anh em. Ăn. Chương trình này kết thúc vào cho đến đạt đủ 5 triệu người các bạn. Nó sẽ mở ra một cái chức năng là cho các bạn rút tiền, các bạn vào đây mà theo dõi theo Word, Facebook của nó nha các bạn, để cập nhật thông tin từ nó nha các bạn, từ dự án mới ra này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hy vọng ăn được, mình và tất cả anh em sẽ ăn được con này nha tất cả các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Các bạn cứ đăng ký cái khoản bỏ đó đi. Các bạn cứ vào một ngày mỗi ngày, các bạn vào clip một lần hoặc lấy liên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.